Máy chủ của A-Team bị hacker bao giây. Có người muốn điều tra lai lịch của A-Team. Có người đoán được sự tồn tại của A-Team chúng ta, cố tình cài bẫy đi chúng ta sai vào, muốn cô lập tôi. Nhưng mà lần này không giống như mọi khi. Anh phải chuẩn bị tinh thần. Tình huống xấu nhất, phải chạm trán trực diện với MI6. Cậu cứ tiếp tục như vậy, trước sau cũng có chuyện. Nhưng tôi nhất định phải cứu em của tôi. Nếu luôn cả em cậu cũng biến thành phần tử khủng bố thì sao? Sếp à, thuốc của Mẫn Nghi uống hết rồi. Làm ơn mua giùm tôi đi. Cũng được. Xin lỗi chị, khuya rồi còn bắt chị lẻn ra ngoài. À, không sao. Ngày mai tôi bay về Mỹ rồi. Nếu không gặp thì không còn cơ hội. Thật không ngờ, anh Chính nói đi là đi. Con người đúng là vô thường. Phải à? Anh Chính gửi cái gì ở chỗ của anh vậy? Ồ, tôi chưa dám mở ra coi. Tóm lại giao lại cho chị, tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chúng ta đi đâu? The Pledge. Chỗ đó phải có mật khẩu VIP đó. Mọi người thường tới đó lắm. Anh Chính gửi đồ tại đó. Ông Hải. Ừ. Cái chuyện gì? Không có gì. Cảm ơn anh. Ồ, khách sáo rồi. Anh Chính là ân nhân của tôi. Chú Nghị. Ê Tuệ. Chú Nghị. Tuệ. Tôi biết chú Chính xảy ra chuyện. Tôi lập tức bay về Hồng Kông. Mẹ con hai người không sao chứ? Cảm ơn chú. Có cảnh sát bảo vệ. Tạm thời không có gì nguy hiểm. Vậy thì hay lắm. Chị à, hai người từ từ nói. Tôi về trước. Ừ. Được. Ngồi đi. À, phải chú Nghị à, chú đang ở Mỹ mà sao tự nhiên bay về Hồng Kông? Ê, trước khi chú Chính chết cô gọi điện cho tôi, số tiền ảo đó đã đổi qua tiền mặt rồi. Số tiền nằm ở đây, tẩy sạch hết rồi. Ngân hàng của Mỹ, tài khoản mở bằng tên của cô, thủ tục cũng xong hết rồi. Bây giờ chú ở đâu bên Hồng Kông? Đưa số điện thoại liên lạc cho tôi. Ê, cần gì chứ, tôi về trả ơn thôi. Hôm đó nếu không nhờ chú Chính cản tôi lại, kêu tôi đừng động tới Thanh Hoa, có thể cả nhà tôi đã chết hết rồi. Ờ, phải rồi, chú Chính nói đám người phá mọi người là đặc công mà, có phải thật không? Tôi không biết. Chuyện của Liên Nghĩa anh Chính ít khi nói với tôi. Ê, cũng không sao. Thật cũng được, giả cũng được. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Tóm lại Liên Nghĩa cũng gần như suy sụp rồi. À, phải chú Nghị à, có một chuyện tôi muốn hỏi chú. Chuyện gì vậy? Chú biết tôi sẽ về Mỹ mà phải không? Phải, ông Hải nói mà. Tiền nhiều như vậy, sao chú không đợi tôi về Mỹ mới đưa cho tôi? Bao nhiêu năm qua, thông thường những chuyện rủi ro cao chưa bao giờ chú làm. Nợ ơn nghĩa, trả ơn nghĩa, suốt đời cũng trả không hết. Tôi nợ chú Chính rất nhiều.
nhưng phần của anh Lai suốt đời tôi không trả được. Tuệ, tôi xin lỗi. Tuệ à, em còn nhớ chỗ này không? Đúng ra định cùng em đi dạo khắp nơi, quay lại những nơi mà lúc trước chúng ta từng đi. Nhưng bây giờ toàn bộ Hồng Kông thay đổi hết rồi, rất nhiều nơi không còn nữa. Nhưng cũng may là vẫn còn chỗ này. Anh hẹn tôi ra để nói những chuyện này sao? Em đừng đối xử với anh như vậy có được không? Anh muốn tôi làm gì? Anh đã giết chết anh chính rồi. Tại sao nói mãi em vẫn không hiểu vậy? Em tưởng là anh muốn sao? Kẻ sai không phải là anh. Em có biết trước khi chết hắn nói gì với anh không? Hắn nói hắn vẫn còn một nước cờ dư thừa. Suốt đời hắn luôn là như vậy, chết cũng không chịu nhận là mình thua, phạm lỗi cũng không nhận. Em có biết làm anh em với hắn cực khổ tới cỡ nào không? Anh thất vọng lắm. Hắn một hai muốn đấu với anh mà. Anh không muốn đấu với anh. Không phải ai cũng giống như anh, lúc nào cũng muốn trả thù, lúc nào cũng nói người ta cướp đồ của anh. Anh có phiền quá không? Thật ra có nhiều chuyện đã định sẵn rồi. Định sẵn? Định sẵn anh phải rời xa anh sao? Định sẵn anh đi tới đâu cũng bị người ta khống chế sao? Suốt cuộc đời anh từng giúp rất nhiều người, quay ngược lại khi anh có chuyện, có bao nhiêu người chịu giúp cho anh hả? Anh đúng là ngu ngốc mà. Anh coi người ta là anh em, nhưng ai cũng cảm thấy anh tội lỗi tày trời. Anh cũng không muốn. Tôi biết anh không muốn, nhưng con người của anh lúc nào cũng tự tung tự tác. Anh chịu nghe người ta nói sao? Anh không nghe. Nếu anh không nghe, hôm đó em đã chết rồi. Tuệ, bây giờ anh cho em hai con đường để chọn. Một là em cầm súng bắn anh,
Hai anh em cầm tiền đi theo anh. Bắn đi. Tuệ, anh biết là em vẫn còn cần anh lắm. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ coi Mẫn Nghi như là con ruột của mình vậy. Không bao giờ. Em nổ súng bắn anh thật sao? Em thật sự muốn bắn chết anh sao? Em thật sự muốn nổ súng bắn chết anh sao? Em nổ súng bắn anh sao? Nhiệm vụ ngày hôm nay đúng ra là đúng 4 giờ chiều xuất phát. Đưa mục tiêu Lâm Tuệ và con gái của bà ta, Âu Dương Mẫn Nghi, tới sân bay. Do tổ trọng án phụ trách đưa tiễn, chúng ta âm thầm bảo vệ. Nhưng mà tối qua nhận được tin tức của tổ trọng án, Lâm Tuệ lén lút trốn ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về. Sáng nay vừa mới phát hiện một thi thể ở bến tàu Quang Đường, vẫn chưa xác định thân phận, nhưng mà rất có thể là Lâm Tuệ. Hiện giờ Nam Nam đã đi xác minh. Còn đâu? Tôi đã coi hết camera an ninh của khách sạn. Thời gian cuối cùng Lâm Tuệ xuất hiện là 11 giờ đêm, ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn. Tăng cấp hành động bảo vệ Âu Dương Mẫn Nghi. Tôi sẽ thông báo tổ trọng án. Hành động hôm nay hủy bỏ. Cậu Nhiên, hệ thống của A-Team đã sửa lại chưa? Sẵn sàng triển khai. Lập tức nói với camera, cô có phát hiện không? Ngoài ra còn một chuyện tôi cần tuyên bố với mọi người. Do nghi ngờ Uông Quốc Đống có quan hệ đặc biệt với đặc công nước ngoài, cậu ta không còn là thành viên của A-Team chúng ta nữa. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh một chuyện, cậu ta không hề phạm tội. Tính tới thời điểm này, dễ là cảnh sát Hồng Kông. Mỗi một người có mặt ở đây, tôi hy vọng mọi người đều hiểu, chúng ta sẽ phải đối mặt với một số tình huống đặc biệt. Hy vọng là mọi người gặp vấn đề gì phải thành thật báo cáo với tôi ngay lập tức. Bất cứ hành động nào đều phải nhận được chỉ thị chính thức của tôi. Yes sir. Sếp Lạc, đã xác định cái xác đó là Lâm Tuệ. Nguyên nhân chết là gì? Bước đầu suy đoán bị người ta cố tình bẻ gãy cổ, ngộp thở đến chết, nhưng không tìm được bất cứ chân tay nào trên cơ thể. Có tin gì không? Tạm thời chưa có. Cô Dương. Cô Dương. Sếp Lạc. Sếp Lạc, tìm được má chưa? Chúng ta vào phòng mới nói đi. Em nên chuẩn bị sẵn tư thường. Má chết rồi. Sáng nay cảnh sát phát hiện thi thể của má em. Tại sao? Tại sao hết người này tới người khác ra đi chứ? Sao má chết? Bị người ta mưu sát. Là người họ hả? Là người họ Hạ đã giết má em. Anh nhất định sẽ bắt hắn. Có ích sao? Ba má em đã chết hết rồi. Người thân duy nhất của em cũng chết rồi.
Không sao đâu. Bây giờ chỉ còn lại mình em thôi. Không sao đâu. Anh sợ bên cạnh đôi kia. Tại sao? Tại sao lại hành hạ em như vậy? Hiển thị thông tin cho tôi. Nè, là cái này. Chúng tôi tìm được U Quốc Đống và Ben. Họ liên lạc với nhau. Cuối cùng Ben cũng xuất hiện rồi. 10 phút sau họ sẽ gặp mặt. Chúng ta đã theo dõi được U Quốc Đống. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Eddie sẽ không chịu giao nộp em của mình ra đâu. Cho nên chúng ta phải hành động trước khi họ gặp nhau. Thế Ben xuất hiện là bắt ngay. Alo. Tôi gần đây. Anh đang ở đuôi xe buýt. Tôi muốn nhìn thấy mặt anh. Được, em đợi anh. Đưa mục tiêu về đây, nhưng không được dùng súng. Chúng ta không thể để lại bất cứ dấu vết gì. Ben, tới rồi, em ở đâu? Eddie đang ở đây. Đừng để U Quốc Đống rời khỏi phạm vi quan sát của anh. Anh ta có thể giúp chúng ta tìm được Jin. Ở đối diện nè. Được, bây giờ anh qua bển. Hành động kết thúc, mau quay về xe theo dõi mục tiêu. Yes sir. Thả tôi ra. Cô chú, là tiền đó. Im lặng đi. Anh vào hệ thống đăng ký xe. Từ chối đăng nhập. Tiêu rồi. Họ tăng cường bảo mật hệ thống. Có thể họ biết hệ thống từng bị chúng ta hack vào. Là Eddie và Jin. Cảnh sát đang theo dõi chúng ta. Bây giờ chúng ta tính sao? Chúng ta không biết đám che mặt là ai. Rút lui đi. Chúng ta không thể bị cảnh sát theo dõi. Tiêu rồi chứ? Chúng tôi đã thất bại. Xảy ra chuyện gì? Có đám người lạ mặt đã bắt mục tiêu trước chúng tôi. Chúng có vũ khí hạng nặng, nhưng mà tôi đã tìm được chúng. Tôi thử liên lạc với ông nhưng mà... Được rồi, nghe đây. Tôi có một tin rất quan trọng muốn nói với anh. Đoạn phim Thẩm vấn Maya và Judy đã bị tiết lộ. Chúng tôi cho rằng
tổng bộ có nội gián. Ông cảm thấy là ai? Anh cũng biết là Scout và Harry. Họ đang làm cho người Nga sao? Cũng may là không phải. Họ chỉ mua bán tin tình báo mà thôi. Có điều không may là người Nga đã có đoạn phim đó rồi. Đó là nguyên nhân anh bị chớp mất thời cơ. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Để ý đặt công xung quanh. Bây giờ không biết ai phản bội ai đâu. Cách đây 2 tiếng, ở hiện trường đã xảy ra một vụ đấu súng. Cả hai nhóm đều có vũ khí. Đấu súng ở hiện trường liên lụy đến người dân và người đi đường. Có 10 người bị thương chuyển vào bệnh viện, trong đó có 2 người nguy kịch, 2 người tử vong. Camera quay lại toàn bộ quá trình. Ở hiện trường có một chiếc xe đột nhiên xông vào đám đông. Hai nhóm cướp mang khẩu trang lao xuống xe. Mục đích của hai bên là muốn tranh giành một nam thanh niên X. Trong thời gian hai nhóm cướp đấu súng, X đã bị một trong nhóm đó uy hiếp lên xe. Bọn chúng lái xe bỏ chạy. Còn rất được phòng vệ bảo phủ của camera một cách thành công. Đến giờ vẫn chưa biết địa điểm giam giữ của con tin của chúng. Lúc đó thì không có cảnh sát ở đó, nhưng mà camera nhìn thấy một người. Đó là Uông Quốc Đống. Anh Long, tôi cũng không muốn nghi ngờ ảnh, nhưng mà chúng ta phải làm việc theo trình tự. Tổ trọng án không nhận được bất cứ báo cáo nào, cho nên lần này là tự ý hành động. Tôi nói thật cho anh biết, người bị bắt đi là em trai của ảnh. Sếp Lạc cũng biết. Vậy thì càng không nên đi một mình. Sếp Lạc. Sếp Lạc. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Làm tức làm gì đi. Tự nhiên sếp Trương bên CIB liên lạc với tôi, nói sáng nay có người hack vào camera. Cậu thử tìm cách coi có thể ngăn cản được họ không. Yes sir. Giờ Mẫn à, cô tiếp tục theo dõi camera. Tìm được nhân vật khả nghi nào lập tức báo cho tôi biết. Yes sir. Năm, cô tới hiện trường kiểm tra nòng súng và quả lực của mỗi viên đạn. Tôi muốn biết số hiệu và nguồn gốc mỗi khẩu súng của bọn chúng. Yes sir. Làm tức làm gì đi. Yes sir. Còn Long à, nếu như không có tôi, ở đây cho cậu chỉ huy. Sếp Lạc, sếp cảm thấy có phải là Hạ Tấn không? Đúng vậy. Em của anh Đống còn sống. Có phải sếp cảm thấy Hạ Tấn đã bắt cậu ta không? Sếp Lạc, tôi có một thỉnh cầu. Nói đi. Tôi muốn chia 2 tổ. Năm và Đại Ca Nhiên tiếp tục theo dõi vụ nổ súng ở quan đường. Tôi đi hỗ trợ anh Đống. Vẫn chưa tới lúc. Bây giờ có mấy nhóm người đang theo dõi chúng ta, bao gồm MI6, A-Team. Tạm thời không thể ra mặt được. Hay là tôi đi một mình. Sếp có thể tạm thời chuyển tôi ra khỏi A-Team. Nếu danh đóng không có hỗ trợ, chắc chắn sẽ chết. Cũng được, nhưng không phải cậu đi, tôi đi. Sếp Lạc, không cần nói nữa. Chuyện này không chỉ liên quan tới một mình cậu Đống đâu, mà còn dính líu tới sự an toàn của toàn người dân Hồng Kông. Nếu như cậu muốn giúp thì mau chóng tìm được hai nhóm người đó ra cho tôi. Yes sir, tôi biết phải làm gì. Đeo khẩu trang đã bắt men đi rồi. Đó lát nữa mới tính. Bây giờ chúng ta xử lý vết thương trước đã. Lát nữa chúng ta chỉ làm hai ngã, em đánh lạc hướng chúng. Muốn đi thì cùng đi, anh sợ chia ra đi. Từ nay không được gặp em nữa. Tôi
Tôi giao con tôi cho anh chăm sóc, bây giờ nó bị người ta giết chết rồi. Ngay cả người nào làm anh cũng không biết sao? Anh làm ba cái kiểu gì vậy? Anh đẹp trai lắm, rất giống như tôi lúc trước. Tới rồi. Sao rồi? Chị sơ nói gì? Anh nói trốn vài hôm trước đi. Cũng đúng, gây ra vụ nghiêm trọng ở quan đường. Tôi nghĩ ngoại trừ cảnh sát và Mai Sáu, có lẽ còn có nhiều người theo dõi chúng ta. Anh sợ sao? Sợ chứ. Này đại ca, tôi chỉ bắn súng thôi mà, tôi không nghĩ sẽ ra chiến trường đâu. Hình như đây không phải lần đầu tiên anh giết người. Bộ có tướng đi nhìn sao? Lỗi chúng tôi là chuyên nghiệp, lỗi như anh là lì. Này đại ca, không lì làm sao bắt thằng nhóc này về được chứ hả? Nếu làm không xong tôi sẽ rắc rối lắm. Nè 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 nè, đừng có đụng vào. Đây là lựu đạn đó, muốn chết sao? Bọn họ đang kiểm tra đột xuất, giao khẩu súng ra đi. Bây giờ cục trưởng, cảnh sát trưởng, cảnh ti đều đến đông đủ. Tôi đã bàn bạc với cục trưởng Lý rồi, trưởng đặc khu cũng đã duyệt. Lần này cần một người làm tổng chỉ huy tạm thời. Anh là ứng viên lý tưởng. Các vị, vụ nổ súng săng này gây ra thương vong rất lớn. Từ tất cả dấu hiệu cho thấy, chúng ta có lý do tin tưởng hiện giờ Hồng Kông chúng ta có ít nhất là hai nhóm phần tử công nghệ cao tồn tại. Họ thuộc về trận địa khác nhau, từng được huấn luyện chuyên nghiệp, rất có thể là tổ chức đặc công với lại binh đoàn lính đánh thuê, thuộc về phần tử công nghệ cao. Cục bảo an chúng tôi đã khởi động cơ chế ứng phó khẩn cấp. Lát nữa tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo trình bày vụ việc với người dân. Hai nhóm cướp này xảy ra đấu súng ở nơi đông người, công khai bắt cóc con tin. Chuyện này tuyệt đối không thể nào được cho phép. Bây giờ đồng hồ là 1 giờ chiều. Tôi chính thức tuyên bố ngành cảnh sát bước vào trạng thái đề phòng cấp 1. Tất cả nhân viên hủy bỏ nghề phép, ra sức truy bắt phạm nhân có dính líu. Yes, yes sir. Ngoài ra, tổng chỉ huy đội phi hổ Lạc Gia Thành bắt đầu từ bây giờ chính thức nhậm chức TBC, phó cảnh sát trưởng. Vụ án này sẽ do ảnh toàn quyền phụ trách. Ảnh là tổng chỉ huy. Cái gì? Do sự việc nghiêm trọng, trung tâm chỉ huy lâm thời đã thiết lập một đường dây nóng. Sếp của tất cả mọi khu vực có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Tổ chức phi pháp nước ngoài và một số cơ quan đặc biệt gần đây không ngừng quấy nhiễu Hồng Kông của chúng ta, đã đi tới tình trạng không thể tha thứ. Cảnh sát cần phải đến chính với quốc tế. Hồng Kông không phải chiến trường, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tùy tiện khai chiến tại Hồng Kông. Cái gì? Sự an toàn của toàn bộ người dân Hồng Kông trông cậy vào mọi người. Yes sir. Chuyện này đã biến thành sự kiện quốc tế, phải phối hợp với cơ chế ứng phó. Tôi đã thông báo cho hải quan, sở cứu hỏa và cục quản lý y tế chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào. Thưa quý nhiệm, lập tức có hiệu lực. Nếu anh cần những bộ phận khác để hỗ trợ, cứ việc lên tiếng. Cảm ơn sếp, tôi biết phải làm gì. Rao, đội phi hổ do anh chỉ huy, tất cả thành viên sẵn sàng. Hễ có tin tức, lập tức hành động ngay. Anh Lạc sẽ đích thân báo danh. Yes sir. Chuẩn bị bố trí thế nào? Vụ đấu súng lần này rõ ràng là vì tranh giành con tin, chưa rõ động cơ. Nhưng bên không bắt được người chắc chắn sẽ tiếp tục hành động. Trước tiên phải tăng cường tuần tra ở các khu, giám sát và kết nối. Tôi sẽ liệt kê danh sách, trọng án cũng được, hải quan cũng được. Mỗi một bộ phận chỉ huy đều phái một chuyên viên phụ trách trực tiếp báo cáo cho tôi. Nhưng còn một vấn đề, thật ra con tin lại. Bước đầu chúng tôi đã có manh mối rồi, nhưng sau khi xác định tôi sẽ báo cáo với mọi người sau. Cả gan phát động vụ đấu súng quy mô lớn ở Hồng Kông. Tôi không cần biết đối phương là đặc công cũng được, lính đánh thuê cũng được. Có chứng cứ thì bắt hết tất cả về. Người nào cảm thấy không hài lòng thì gặp nhau ở tòa án quốc tế. Anh Lạc, giữ vững tuyến phòng thủ. Yes sir. Việc phóng to khu vực của anh đóng.
lại lần nữa. Dừng. Có phải có gì không ổn không? Động tác của anh đóng không được tự nhiên cho lắm. Phát từ khuôn hình. Dừng. Không lẽ anh đã trúng đạn rồi? Hả? Tôi nghĩ phải đợi báo cáo đạn đạo của Nam Nam mới biết xảy ra chuyện gì. Có bản báo cáo rồi. Tất cả đều một phát trúng đầu mất mạng. Số còn sống đều bắn vào khớp xương. Hành vi của quân nhân rõ ràng cũng giống như đám lính đánh thuê của Hà Tấn. Báo cáo đạn đạo đâu? Báo cáo chưa đầy đủ, chỉ đủ thời gian làm đánh giá ban đầu. Số còn lại phải đợi máy vi tính phân tích. Có thể sếp U đã trúng đạn rồi. Đám này là đặc công. Trong lúc đấu súng, có người đã cùng lúc thâm nhập vào camera phá hoại. Trong vòng 3 phút đã bị CIB khóa. Chỉ thiếu 3 phút này thôi. Đám đặc công đã thua đám lính đánh thuê. Vậy thì anh đóng càng nguy hiểm. Chúng ta có thể quay được, đặc công cũng có thể. Anh ta có 60% khả năng bị người ta theo dõi. Tôi nghĩ ảnh đã chạy thoát rồi. Vấn đề là bị thương cỡ nào, chịu đựng bao lâu. Alo. Bác gái tỉnh rồi. Tôi đi báo với sếp Lạc. Năm Năm, em tiếp tục kiểm tra. Có phải đám lính đánh thuê cũng giống như đám đàn em của Hà Tấn không? Lâm Mạch, chỗ này anh phụ trách. Xe có nghi phạm đã chạy thoát. Phóng lớp bằng số xe, dùng camera theo dõi. Yes sir. Mở à, chúng ta tới bệnh viện. Vì vấn đề an toàn, chuyển phòng cho bác gái đi. Ừ. Cười tươi chút đi, bác gái mới tỉnh lại. Mặt của cô như đi đám vậy, không có may mắn đâu đó. Bác gái. Bác gái. Cha con họ đâu? Bác gái à, con có chút chuyện muốn nói với bác. Nhưng hy vọng bác kiểm soát tâm trạng của mình trước đã, đừng ảnh hưởng tới bình tĩnh. Cứ nói đi. Bác đã hôn mê rất lâu rồi. Trong thời gian hôn mê, anh Đóng và sếp Lạc đã giải cứu con trai của bác thành công. Nhưng bác trai đã tự thú, cho nên không thể tới gặp bác được. Bây giờ tâm trạng của bác trai đỡ nhiều lắm rồi, bác đừng lo lắng. Còn thằng Đông? Có thể Út Bân vẫn còn sống. Bây giờ anh Đóng đã đi tìm cậu ta, nên không có thời gian tới gặp bác. Nhưng bác yên tâm đi, cả đám tụi con sẽ giúp cho anh. Anh sẽ không sao. Bác gái, bác sĩ nói bác dùng liệu pháp trúng đích dễ mệt mỏi lắm. Tóm lại bác đừng suy nghĩ nhiều quá. Tụi con nhất định tìm được cách báo với sếp U. Bác biết tình hình của mình. Nếu bác không thể đợi được thì nói lại với thằng Đông. Đừng đau buồn. Có tìm được Út Bân hay không, những gì nó làm má đều cảm thấy tự hào. Bác à, bác tin bác sĩ đi. Bác sẽ mau chóng bình phục mà. Bác biết tụi con rất ngoan. Nhiên à, bác muốn gặp anh Cường. Con sẽ cố gắng sắp xếp. Bác gái, bác cố gắng nghỉ ngơi đi. Con nghĩ bác trai sẽ không muốn nhìn thấy nét mặt tùy tụy của bác đâu. Cảm ơn con. Không có gì, chuyện của anh Đóng cũng là chuyện của con. Để con lo xong sẽ nói cho bác biết. Tôi có việc làm, cô về trước đi. Anh đi đâu, em đi nữa. Tôi về gặp sếp Lạc với bác gái lấy giấy phép vào thăm bác trai. Anh nói dối. Nếu đúng như vậy, anh kêu anh Long tiện thể làm giùm là được rồi. Anh muốn đi tìm sếp Uông thôi. Tôi đâu có biết anh đang ở đâu. Anh nói dối, giờ em sẽ đi theo anh. Tôi thật sự là không có biết thiệt mà. Hay là vậy, cô nhờ anh Long làm giấy phép cho bác gái giùm đi. Tôi đi trước nha. Tất cả mọi người đều như vậy. Quái lắm hả? Anh như vậy, anh Long cũng vậy. Với lại sếp Lạc và sếp Uông. Rõ ràng chúng ta là một tổ. Có chuyện gì em có thể cùng chia sẻ. Nguy hiểm cỡ nào em cũng không sợ. Không chừng em cũng có thể giúp. Nhìn tôi đi.
tổ tình và hốc phụ trách cái gì? Sàng lọc thông tin, cung cấp tin tình báo chính xác nhất cho tiền tuyến, hỗ trợ hành động. Vậy cô phụ trách cái gì? Mẹ chủ. Còn gì nữa? Đánh giá phạm vi an toàn mà cái chính xác nhất. Không phải đại ca Nhiên à? Không cần nói gì hết. Cô có tin anh đóng không? Tin. Tin thì được rồi. Bây giờ quan trọng nhất là phân chia công việc. Cô về tìm xếp Lạc, giúp bác gái làm giấy phép trước đã. Sau đó lấy đoạn phim ở hiện trường đấu súng coi lại lần nữa từ đầu tới cuối, làm bản đánh giá thêm một lần nữa. Có hiểu chưa? Yes sir. Xét công, phát hiện được anh đóng ở hiện trường đấu súng. Xét tư, bác gái ra nông nỗi này, giáo nào tôi cũng phải báo cho anh biết một tiếng. Nhưng cô đừng hỏi tôi làm sao liên lạc với anh. Yes sir. Cảnh sát không cần anh hùng cá nhân, nhưng tôi là sếp của một bộ phận, phải biết chuẩn bị nhiều hướng. Lỡ như sếp Lạc xảy ra chuyện, tôi và anh Long phải thay thế. Lỡ như tôi và anh Long cũng xảy ra chuyện thì cô thế, chuỗi tình báo không thể ngừng được. Tôi hiểu rồi. Mẫn à, nếu tôi thật sự xảy ra chuyện thì nhờ vào cô. Anh yên tâm. Thử một cái là biết cô liền đó. Theo tôi bấy lâu là muốn mưu triều xóa ngôi, muốn tôi xảy ra chuyện thiệt. Không phải, không có mà. Nói đùa thôi. Phân chia công việc đi. Anh từng nói sẽ đưa em vào nhà thờ mà U Quốc Đống, như vậy anh nói phải giữ lời. Cố lên, cố lên. Sam đã tìm được kẻ tiết lộ tin tức là Kevin. Sam ở đâu? Ở công ty. Nói cho anh ta biết tôi quay về ngay. Gián điệp hai mang, anh làm gì cho người Nga sao? Anh đều nghe tôi nói nè. Không phải là tôi không có làm. Thật sao? Anh biết là thề. Mục tiêu sẽ xuất hiện. Những gì tôi nói là sự thật. Thử nhìn chai nhỏ này đi. Chai nhỏ này sẽ làm cho toàn thân của anh tê liệt. Đợi khi anh phát hiện thì muộn quá rồi. Tổng bộ vẫn chưa biết chuyện. Nếu nhanh chịu nói thật, không chừng tôi có thể cầu xin giùm anh. Ok, tôi chỉ nghe Jin đề cập tới trò chơi, nhưng mà tôi không biết nó có liên quan tới mục tiêu. Trời đất ơi. Tôi chỉ biết vậy thôi. Tôi biết, nhưng anh đã sử dụng phần mềm hacker và anh không hề được đưa chỉ thị này. Bây giờ anh có thể đi. Anh có thể đi. Còn đợi gì nữa chứ? Bởi vì anh biết tôi sẽ sử dụng toàn bộ đặc công hoạt động ở Hồng Kông theo dõi anh, cho đến khi anh liên lạc với người Nga, hay là cho tới khi anh bị bọn họ giết à. Bây giờ anh làm việc cho tôi. Anh chỉ cần chờ điện thoại của tôi. Không phải là người Nga, là nhóm người khác.
We are bulletproof, so fly away. I will take a hit for you. 就像我跟你们从没有别离。We are bulletproof, so fly away. 若要闯一起外闯。We fight as one, there's nothing they can. 有啲嘢系唔使讲，大家心照。一班兄弟简直同一个心跳，互相关照，无论任何情况，有福同享，有难同当。无数嘅回忆一直留住喺脑海，究竟系缘分定只系好彩？点都好，每人有自己嘅过去，之前所有嘅误会当粉笔纸抹走佢。喺战场上唔只系一班棋，每次准备出发一齐出生入死，讲到尾。真心不能代替，愿意牺牲一切，有今生冇来世。有人搏攞彩，有人搏出位，我哋之间只有两个字，兄弟。飞虎嘅态度永远不变，就算各自各路，总有一日必会再见。We are bulletproof, so fly away. I will take a hit for you.就像我跟你们从没有别离。We are bulletproof, so fly away. 若要闯一起外闯。We fight as one, there's nothing they can. They say life's a movie and ours is action packed. Promise I'll watch your front, trust that you have my back. Forever, side by side, and that's a fact. Until the final scene, and even after that. They say life's a movie and ours is action packed. Promise I'll watch your front, trust that you have my back. Together, we ride or die, and that's a fact. Until the final scene, and even after that. We are bulletproof, so fly away.像我跟你们从没有别离。We are bulletproof, so fly away. 若要闯。